Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh nhá của shop Tuấn Hương chuyên hàng si chính hãng à. Hôm nay thì em tiếp tục lên báo giá cho mọi người một lô giày thể thao hàng hiệu mới mọi người nhá. Mọi người mua hàng nhà em thì hình thức chốt đơn đấy là mọi người sẽ chuyển khoản là 100.000, nhận hàng thì sẽ thanh toán nốt mọi người nhá. Bây giờ gần Tết rồi, nhất là bên giao hàng bây giờ là không nhận vận chuyển nữa mọi người nhá. Thế nên là thành ra mọi người mua hàng thì mọi người mua luôn từ bây giờ đi, tại vì 25 Tết là em nghỉ rồi. Bây giờ giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh, họ đều không nhận đơn nữa mọi người ạ. Em đang đi Viettel Post thì mỗi một đơn bây giờ tiền ship lên đến 35-40.000 một đơn rồi. Thế nên thành ra là mọi người mua hàng ấy thì là mọi người cũng hoan hỉ về cái việc có cái em là người đã hỗ trợ mọi người ship rồi ấy, thì là mọi người cũng hoan hỉ trong cái vấn đề mà chờ nhận hàng nhá. Tại vì bình thường ấy là giao hàng mất 2-3 ngày thôi, nhưng mà bây giờ nó phải lên đến khoảng 45 ngày mọi người ạ. Thế là mọi người đặt hàng sớm giúp em nhé mọi người nhá. Mã đầu tiên đến từ một đôi đến từ thương hiệu Alexander McQueen nha. Đôi này thì giày hiệu nhá, giày hãng. Hiện tại thì hãng mà giày mới ấy là hiện tại đang bán là 17 đến 19 triệu mọi người nhá. Giày nam, form nam, size 40 nhá. Nó tên là Anthony McQueen mọi người nhá. Nó là một dòng của Alexander McQueen. Và đôi này thì là form giày nam, ở bên sau nó có hơi lấp lánh một chút nhá. Anh nào mà có người yêu ấy có thể là mua cặp một đôi như thế này, cả nam cả nữ đi đều rất là đẹp. Và đôi này thì là size 40, mã Z20, size 40 em bán cho mọi người hôm nay với giá là 950 nhá. Đôi này đôn đế mặc với cả quần bò rất là đẹp nhá mọi người nhá. Và đôi này thì hôm nay trên live bán 950 cho mọi người, size 40. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi nai mỏ vịt ạ. Đôi này thì có mã là U78, size cũng là size 40. Bán cho mọi người đôi này với giá là 500. Nai mỏ vịt nhá mọi người nhá. Tại sao lại gọi như thế? Bởi vì cái phần sau của nó ấy, nó có cái phần nhô ra giống như một cái mỏ vịt thì người ta gọi là nai mỏ vịt nhá, đế bệt ạ. Đôi này size 40 nhá mọi người nhá. Size 40. Đôi này mặc với cả cái gì cũng được, mặc với cả quần bò thì rất hợp nhá. Đôi này thì bán cho mọi người với giá là 500 mọi người nhá, U78. Size 40, 500. Tiếp theo Alex Puma mọi người nhá. Lên cho mọi người một đôi Puma. Đôi này là full da lộn nhá mọi người, đế bằng. Mã là H6, size là size 39 nhá, chiều dài size là 25, size 39, chiều dài size là 25 cm, hiệu Puma, đế bằng. Đôi này thì bán cho mọi người với giá là 500, full da, đế bệt. Đôi này rất mới nhá mọi người nhá, rất mới ạ. Đến thời điểm này là vận chuyển những các thứ nó hơi chậm ấy, thành ra là cũng đang nản mọi người ạ. Nản, bây giờ đi gửi hàng nhé, các thứ vất vả lắm mọi người ạ. Mã là mã S33 nhá, size là size 41. Bình thường ấy là shipper nó sẽ vào tận nhà lấy hàng, bây giờ nó kêu lắm, nó không vào tận nhà đâu, bên em toàn phải mang ra tận nơi ấy. Bán cho mọi người đôi này với giá là 450 nhá, mặc với cả quần bò, rất đẹp mọi người nha, rất mới, đế còn rất mới. Bây giờ nó kêu lắm, bây giờ chẳng đi gửi được đâu. Mà mang ra tận nơi nó cũng không đi luôn cơ, nó phải check đơn rồi các thứ lằng nhằng, nói chung là lâu lắm. Thế nên mọi người mà có nhận hàng chậm ấy thì mọi người cũng thông cảm giúp em nhá. Chứ không ai muốn như thế, chứ nó giao còn hơn là nó không giao mọi người ạ. Nó giao chậm một tí còn hơn là nó không giao mọi người nhá. Nai. Tiếp theo con mã. Đây là Adidas nhá. Dòng này chơi thể thao được.
mọi người nha. Mọi người chơi thể thao được mã là mã H17, size là size 38. Đôi này thì chơi thể thao được, đánh bóng chuyền, chơi cầu lông đều được nhá. Đế này chống trơn trượt, chống lật đế. Đế cũng còn khá là mới mọi người nhá. Bán 500 đôi này của thương hiệu Adidas ạ. Nai ạ. Ở bên ngoài bề mặt nó bằng vải jean mọi người nhá. Nai này đôi này bằng vải jean. Anh nào mà hay mặc đồ jean ấy, đấy, mọi người có thể là tham khảo đôi này. Đôi này thì mã là A19 size 39 nhá. A19 size 39. Đôi này bán cho mọi người với giá 500 bằng vải jean mọi người nhá. Bề mặt của nó là bằng vải jean. Size 39 nhá. Dạo này rất nhiều khách hỏi em size 39 40 thì hôm nay em lên cũng kha khá những đôi size nhỏ đó mọi người nhá. Nên là anh nào lấy đôi nào thì chốt luôn. Tiếp theo một đôi Adidas có size là 38. Size 38 nhá, hiệu Adidas này. Đấy còn rất là mới nhá mọi người ơi. Đây. Cái này mặc với cái quần bò là rất hợp nhá. Mã này là mã Z22 size 38. Mã Z22 size 38 bán cho mọi người đôi này với giá 300 thôi, size nhỏ, rất mới nhá. Nhưng mà bán cho mọi người là giá xả thôi. Không lỗi lầm gì cả, không hở keo mọi người nha. Tiếp theo một đôi đến từ thương hiệu Reebok. Mã Z23 size 42.5 hiệu Reebok, bán cho mọi người đôi này với giá là 450. Mã là mã Z23 size 42.5 nhá, bán cho mọi người đôi này với giá là 450. Facebook. Tiếp theo một đôi đến từ thương hiệu Number Jack, hiệu này của Thái Lan á. Hiệu này của Thái Lan, Number Jack. Hiệu này thì đôi này dáng thể thao mọi người nha.
Mã S14 size là size 42. Đế cũng còn khá là mới nhá mọi người, nguyên bản không sơn, không sửa. Bán 450 thôi này. 450 hiệu Number Jack. Tiếp theo đôi nai. Đôi này dòng chạy bộ nha. Mã là mã A2, size là size 40.5, hiệu Nike Running, siêu mới nhá mọi người, mới lắm. Bán cho mọi người đôi này với giá là 400. A2 size 40.5, bán 400. Theo lên sale cho mọi người mấy chiếc mũ nha mọi người ơi. Chiếc mũ này thì đến từ thương hiệu Nike nhá mọi người nhá. Mã này là mã mũ 24 ạ. Và bình thường là em bán 300, hôm nay trên live sale cho mọi người chiếc mũ này thì giá là 250 mọi người nhá. Mũ 24 sale 250 mọi người nhá. Sale 250. Gần Tết rồi, còn cái gì lại là em sẽ sale nốt. Đấy là mũ Nike nhá. Tiếp theo một chiếc mũ đến từ thương hiệu Gucci mọi người nhá. Ở đây nó có hình một con báo. Và nó là biểu tượng của Gucci nhá. Mũ là mũ 32. Mũ này bình thường là bán 400 nhá. Hàng made in Italy mọi người, đằng sau thì bằng vải lưới như này. Mọi người nhá, bằng vải lưới như này. Về mặt đằng trước thì tất cả đều là thêu tay hết mọi người nhá, thêu hết ạ. Và đầu mũ này thì đang bán là 400 nhá. Hôm nay trên live sale cho mọi người chiếc mũ này về giá là 300. Của hiệu Gucci, mũ 32, sale 300. Tiếp theo, lên cho mọi người chiếc mũ tiếp theo đến từ thương hiệu MLB nhá, của thương hiệu MLB ạ. Đấy. Mũ này thì bằng vải, xung quanh thì là đều bằng vải hết. Mũ là mũ 28, bán 300. Bán 300, sale 250 nhá mọi người nhá. Sale cho mọi người 50.000 chiếc mũ này, còn 250 ạ. Của thương hiệu MLB, MLB là hiệu của Hàn mọi người nhá. Tiếp theo một chiếc mũ đến từ thương hiệu MLB, nhưng mà màu này là màu ghi nhá mọi người nhá. Màu hơi ghi ghi. Và mũ này là mũ 50, bán cho mọi người chiếc mũ này với giá là 250 nhá. Đang bán 300, sale 250 ạ. Cũng sale 250 chiếc mũ này, mũ 50 sale 250. Tiếp theo lên cho mọi người một chiếc mũ đến từ thương hiệu Thom Browne nhá. Thom Browne là hàng của Mỹ mọi người nhá. Hàng made in Italy, nhưng mà nó là hàng của Mỹ, sản xuất ở Ý mọi người nhá. Đây. Tem mác các thứ đầy đủ của thương hiệu Thom Browne nhá. Mũ là mũ 95, bán 400, sale 300. Sale còn 300 mọi người nhá. Đấy, đấy là 5 chiếc mũ mà vừa rồi em có lên sale. Mọi người xem ưng cái chiếc mũ nào thì mọi người chốt đơn nhá. Tiếp theo em sẽ qua mã. Tiếp theo. Qua mã tiếp theo. Lên cho mọi người một đôi giày của thương hiệu Nike nhá, dòng đế hơi siêu êm, lòng máy chạy bộ hay là đi chơi đều được, đế còn rất là mới nhá. Ở đây là đế hơi nhá mọi người nhá. Đấy, và đôi này thì có mã là H27, size là size 40.5, đôi này rất mới nhá, nguyên bản hết, không sơn không sửa gì cả. Và đôi này thì bán cho mọi người với giá là 600 đôi này, hiệu Nike em mắc đế hơi siêu mới nhá. Nike em mắc đế hơi siêu mới. Và bán cho mọi người với giá là 600. Mã H27 size 40.5, bán 600.
theo nha. Lên cho mọi người một đôi của Alexander McQueen, đôi này size 39 ạ. Nam nữ đi xong này đều đi được hết nhá. Mã là mã H3, size là size 39 nhá. Bán cho mọi người với giá là 1.050.000, hàng này hàng hãng. Giày mới hiện tại đang bán 15-17 triệu một đôi này nhá. Alexander McQueen, nguyên bản không sơn không sửa, size 39, mã H3. Bán cho mọi người với giá là 1.050.000, cái màu rất là đẹp luôn nhá. Form này nam nữ đi đều đi được nhá mọi người nhá. Size 39 nhá, không phải 38 đâu ạ. Này e nhá. Này e. Đôi này có mã A là A14 nhá, size là size 39, Nike E, siêu mới, siêu đẹp, không hở keo, không sơn sửa. Đôi này bán cho mọi người với giá là 600 đôi này nhá. Nike E, form này nam nữ đi được hết ạ. Màu cái màu nó đẹp ý mọi người. Đẹp xuất sắc luôn cái màu. Theo nha, một đôi Alexander McQueen. Đôi này nam nữ đi được hết nha mọi người nhá. Đôi này thì mới nguyên bản, mã là mã V4, size là size 38. Bình thường giày này giày hiệu nhá, của nó bán 15-17 triệu. Hôm nay trên live á, bán cho mọi người với giá là 1.050, em đang để là 1.550. Nhưng mà hôm nay thôi, gần Tết rồi, bán xả cho mọi người luôn. Alexander McQueen mọi người nhá. Đấy, và đôi này nguyên bản, em zoom gần cho mọi người xem này. Rất đẹp luôn, 1050. Và đôi này thì cũng là mã cuối cùng nhá trong chương trình live hôm nay. Mọi người xem video nhà em, mình ưng mã nào mình chốt đơn thì mình cứ chụp ảnh lại xong rồi là inbox cho em qua số Zalo trên màn hình nhá, là 0987 785 608 mọi người nhá. Đấy. Và em xin phép là dừng video ở đây. Mọi người đừng quên nữa là hãy bấm kênh theo dõi và đăng ký của shop Tuấn Hương chuyên hàng xi chính hãng để theo dõi những video mới nhất của bên em mọi người nhá. Bởi vì là gần Tết rồi, hàng ngày em sẽ lấy ít nhất là 2-3 video để cho mọi người xem mọi người nhá. Và em xin phép là dừng video ở đây, em tắt máy nhá. Em chào mọi người ạ.